Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay nói chung là hơi bận anh em ạ, nên là buổi tối về tôi cũng cố gắng là tôi làm mấy clip, nhưng mà không biết là nó có kịp hoàn thành trước khi anh em đi ngủ hết không. Đấy, thì nếu mà chả may mà không kịp thì sáng ngày mai tôi up anh em nhá. Coi như là nghỉ một ngày vậy. Mà nếu mà ngày mai mà up buổi sáng ấy là buổi tối có khi là thêm một clip nữa, thành hai clip ngày mai anh em ạ. Nên là anh em cứ yên tâm là ở trong tuần này thì chắc là nó vẫn đủ 7 clip thôi. Nên anh em nhá, có gì bù sau. Rồi, chơi gì đây? Trận này đang hơi phân vân, tự nhiên là ra con Tuka 2 sao. Tôi thì tôi định là đánh Assassin. Đấy. Trận này Assassin hơi ngon luôn. Có Sailing Assassin anh em ạ. Tôi nhìn thấy con Sailing Assassin ở trong cái bộ tướng truyền thuyết, thì nó làm tôi nhớ đến một trong những cái anh em yêu cầu cái bộ Assassin ở trên kênh. Đấy là anh em Nguyễn Bảo Lâm. Đấy. Nên nếu mà trận này mà chơi được Assassin thì tôi cũng sẽ chơi thôi anh em nhá. Ok, Tức ca 2 sao tạm thời gánh đầu game cái đã này. Hai bit, hai bit hai đỏ à. Con này ngon. Skull Hunter có mua không nhỉ? Như này đi. Ba Warrior có rồi anh em ạ. Cho cái con Skull Hunter ấy, nó khỏe hơn là cái con Axe. Con Axe nó không gây được đam. Con Skull Hunter nó gọi được đệ. Coi như là chúng ta hơn đối thủ một con đấy. Skull Hunter đầu game là khá là khỏe đấy nhá. Con này 2 tiền nhưng mà rất là khỏe. Đầu game nó chắc mạnh nhất trong cái dàn 2 tiền là gì á. Khi mà cái con súng với con cung đen nó chưa có đồ thì con này chắc khỏe hơn. Ok. Hunter à? Hunter à? À. Chuyện này chơi Hunter à? Hunter bộ truyền thuyết là không mạnh lắm. Kể ra mà cái bộ truyền thuyết ấy nó có con Tetsulami cơ. Nhưng mà cái trận này nó lại không có Tetsulami anh em ạ. Cái bộ Hunter nó hơi mỏng. Nhưng mà cái bộ truyền thuyết ở trong cái trận này thì không xứng đáng để chơi Hunter lắm. Cái bộ Hunter nó cũng chỉ mới comeback gần đây thôi. Mà nó cũng không phải là cái bộ nó quá là imba. Nó cũng không phải là quá mạnh. Nó chỉ gọi là ở mức là cân bằng thôi. Đánh được với những cái bộ khác thôi. Tất nhiên là bộ truyền thuyết của nó phải có đầy đủ. Chứ còn nếu mà thiếu thì tôi cũng sẽ không chọn đâu. Bây giờ con game này nó rất là cân bằng. Thế nên là nếu mà hơn nhau chắc chỉ hơn nhau ở cái bộ truyền thuyết thôi. Bộ nào mà có những cái con tướng ở truyền thuyết thì chơi. Trận này có thể chơi Glacier, có thể chơi Beat nha anh em nhá. Chơi Beat khá khỏe đấy. Chơi Assassin. Assassin rất khỏe luôn. Có Sailing Assassin. Nhưng mà có một cái điều là ở trong cái trận này ấy, nó lại không cho tôi xin anh em ạ. Đầu game mà không cho tôi Assassin. Và bây giờ mà đánh xin thì có vẻ như chuyển hơi nhiều nhỉ. Nếu mà bây giờ ngon nhất từ cái bộ này này. Bây giờ chuyển sang Beat là giữ lại được 3 con anh em ạ. Đúng không? Này chuyển sang Beat giữ lại được 3 con ngon luôn. Thực ra là cái bộ Hunter nó còn một cái kiểu chơi nữa mà nó không cần 9 Hunter thì không cần Tetsulami, là chúng ta kẹp 6 Hunter với cả 4 đỏ anh em ạ. Cũng được nhưng mà từ từ đã để xem đã. Đây này, ui giời ơi, Beat rồi. Ra gấu này thôi, quay xe thôi anh em ạ. Gấu à. Bây giờ bỏ vào lấy 2 Beat cái đã. Cái con unicorn cũng phải cho vào luôn anh em ạ. Cái con unicorn 2 sao không thể để ở ngoài được. Thôi để thế này đi. Đây. Ok. Trận này khả năng Beat là rất cao nhá.
3 bit rồi. Ui, ra Swordman này. God Swordman à? Không, không, không à, chuyện này bit khỏe anh em ạ. Bit có Sailing Assassin nhé, có máy bay, có cả ngộ không nữa. Ở trong cái bộ bit chính ra nhá, trận này đánh bit cũng rất là ngon đấy. À, đánh bit xong chuyển sang Glacier cũng được. Glacier trận này cũng khỏe. Glacier chúng ta có thể đánh Sailing Assassin kẹp với Glacier kẹp với cả Kira mà, đúng không? Rất là khỏe luôn. Nhưng mà tất nhiên là nó phải lên 10, nó phải late game, chứ còn giữa game thì đánh bit là vẫn ok hơn. Hoặc là chúng ta có thể chuyển từ bit sang Assassin cũng được, late game. Tức là khi nào mà chúng ta có một cái con cáo 2 sao này, con Sailing Assassin 2 sao, thì lúc đấy chúng ta mới bỏ bộ bit, chúng ta quay xe sang chơi Assassin. Cũng được, chơi kiểu đấy thì nó an toàn hơn. Bây giờ ra được bit sớm thì có thể đá qua bit, late game mới chuyển qua Assassin. Bình thường thì nếu mà ra Assassin từ đầu ấy, thì chúng ta chơi luôn Assassin từ đầu. Xây dựng cái bộ 6 Assassin kẹp với cả một tanker ở level 7. Đấy, nhưng mà trận này không ra thì thôi, chịu đó. Thằng này chắc là cắt chuỗi của tôi rồi anh em ạ. Con gấu này khả năng thua. Được không? Ây trời ơi, lấy được này. Được không? Ui. Nó tun. Ui, nó trói được, thôi thua. Ui giời ơi. Vẫn ăn được anh em ạ. Để những cái lúc mà tưởng chừng như là hết hy vọng thì nó lại ăn anh em ạ. Dã man. Những cái lúc mà không có hy vọng thì nó lại ăn. Còn những cái lúc mà rất là hy vọng thì nó lại trả ra cái gì luôn. Game này nó cứ ngược đời như thế anh em ạ. Đều thật. Tí nữa lên level 7 kẹp thêm con Berserker này vào, ngon này. Level 7 là có 4 bit kẹp với cả 3 Warrior. Được. Hoặc là kẹp thêm Hunter, nhưng mà tôi nghĩ là Berserker ngon hơn đấy. Con Berserker có khi là nhiều khi nó còn gây đam nó nhiều hơn cả con Medusa giai đoạn này. Medusa mặc dù là cầm đồ nhưng mà chưa chắc đã gây đam được nhiều bằng đâu nhá. Hunter tầm này nó đang yếu mà, nó không có đủ bộ, chưa lên 2 sao, chưa có đồ, yếu lắm. Này khỏe hơn. Được rồi, đồ này cũng ngon rồi. Đồ tăng mana được rồi. Cố gắng dư chuối nhỉ. Mấy hôm nay tôi lại bị cảm cúm anh em ạ. Anh em thấy cái giọng tôi nó cũng chuẩn bị, nó cũng thay đổi rồi. Nó sắp mất giọng rồi. Nhưng mà anh em yên tâm, nếu mà ngày mai ấy, cái giọng của tôi ấy, nói mà anh em vẫn nghe được ấy, thì tôi vẫn làm. Đấy. Còn ngày mai mà nói mà anh em không nghe được thì tôi mới nghỉ thôi. Chứ còn nếu mà nói ấy, mà anh em nghe giọng tôi khác, đúng không? Ví dụ như anh em, nếu mà tôi lên clip mà làm cho anh em tưởng là một cái người khác ấy, ra clip ấy, thì tôi vẫn làm. Anh em nhá. Anh em không nhận ra tôi chẳng hạn, nhưng mà anh em vẫn có thể nghe, vẫn có thể hiểu được tôi đang nói gì thì tôi vẫn làm. Đấy, còn ngày mai mà mất giọng luôn mà không nói được tí gì nữa ấy, thì tôi nghỉ. Đấy, tôi thông báo trước cho anh em như thế. Không thì để ngày mai nếu mà ốm lặng quá lại không lên thông báo được thì chết. Đấy, một khi mà đã mất giọng ấy, tức là ốm liệt giường rồi, không thông báo được đâu. Lúc đấy thì chỉ có mê man thôi anh em ạ. Nhưng mà cũng lâu lâu mới bị một phát như thế, chứ cũng không phải là thường xuyên. Nhưng mà cũng sẽ có trường hợp như thế xảy ra. Đấy, là cứ thông báo trước cho anh em, không lại kiểu hẹn anh em là mỗi ngày ra một clip xong lại chả thấy đâu, thấy là buồn cười. Ui, thằng này súng 2 sao, thôi xong rồi. Vừa lấy cắt chuối của nó, bây giờ nó cắt chuối lại rồi. Được không? Ăn được không? Súng 2 đấy nhá. Vẫn ăn được này. Ui, vẫn ăn được anh em ạ. Dã man thề. Thằng này tại sao nó không up 7 nhỉ? Nếu mà nó up 7 ấy, là khả năng là nó cắt chuỗi được của tôi rồi đấy. With Persia. Ok. Được. With Persia lên được 2 sao là gánh được rồi. Con Whippersia nó là co ở trong cái bộ beat trong cái khoảng thời gian giữa game ấy. Nhưng con này mà nó lên được 2 sao thì cũng có thể ok. Mặc dù đồ chưa ngon lắm. Đồ lấy cho con này nó phải có Blink cơ, nó mới ngon được. Vào phát Blink gọi đệ luôn.
Trận này có Exit này. Ui giời ơi, sợ thế. Chưa biết thì gặp Exit ạ. Thề. Không biết là có phải thằng này nó counter tôi không. Thằng này vẫn ăn được, yên tâm. Thunder Spirit chưa 2 sao thì vẫn ăn được. Đó. Tiền đang lên rồi đấy. Skull Hunter 2 sao này. Ok. Giữ con Berserker để lên level 8 cho vào anh em nhé. Con Berserker này thì nó cũng sẽ không có trong đội hình này đâu. Tí bán đấy đâu. Trận này mà chơi Beast thì quay về là một là Hunter Beast hay là Assassin Beast thôi anh em ạ. Không kẹp với cả Glacier đâu. Trận này phải gót đỏ. Chắc không phải đâu. Thằng này chơi Exit là khá là đáng sợ đấy nhá. Bộ Beast nó rất sợ ở bộ Exit. Tí nữa mà chuyển về Kira, Kira kết hợp với cả Beast hoặc là Kira kết hợp với cả Assassin ấy thì chúng ta mới không sợ được. Phải có đồ anh em ạ. Có đồ Kira thì mới chơi được. Rồi. Hay quá nhỉ. Đang 15 rồi. Vẫn có chuỗi hay thế nhỉ. Ui rồi ôi. Whisper lên 3 sao. Khuyến mại thêm con Zersaw để tăng mana cho nhanh. Quá ngon. Thế nào sau lên 8 kẹp thêm Zersaw nữa vào là xong à. Đội hình 3 con gọi đệ à. Thiếu mỗi con sâu nữa. Thiếu sâu với thiếu cáo. Quá ngon luôn. Trận này vớ vẩn chuỗi 100% hết game không nhỉ. Bây giờ thì cũng khó. Nó không như ngày xưa. Ngày xưa kiểu chơi một cái bộ mất cân bằng ấy mà được độ từ đầu ấy thì cái việc 100% màu đến hết game nó dễ lắm. Nhưng mà bây giờ khác. Bây giờ cái bộ Beast này thực ra trong meta này nó cũng không mạnh đâu. Bộ Beast nó chỉ tầm trung thôi. Gặp Hunter hoặc là gặp Assassin vẫn thua bình thường. Gặp Witcher kết hợp với cả Ngũ Long thì càng thua. Mấy cái bộ đấy thì chịu chết. Không thể ăn được. Nó lại còn phụ thuộc vào cái món đồ Kira nhiều quá. Cái bộ này phụ thuộc đồ Kira lắm. Đấy rồi. Hay quá nhờ. Củng cố sức mạnh đấy. Trận này có mết không? Trận này chắc không có mết đâu. Nhìn không giống như bọn nó chơi mết lắm anh em ạ. Hình như là có một thằng nó định chơi Exit mết à? Có phải không? Với những cái tình huống mà chưa rõ ràng như này thôi lấy cái cấm đánh cho nó an toàn. Chả biết bọn nó chơi gì thì thôi cứ lấy cấm đánh thôi. Món đồ mà kiểu gì cũng dùng được. Còn nếu mà sau có mết thì chúng ta sẽ rèn cái quả cầu vực thẳm sau anh em ạ. Quả cầu tôi vẫn chưa có vứt đi. Đấy, chúng ta vẫn có thể rèn ra được. Còn 2 round nữa để random ra cái đấy, yên tâm. Exit này. Ăn được không? Whisper to như này làm gì có chuyện thua. Tầm này chưa thể ăn được tôi đâu. Rồi, cứ gọi đệ ra, đúng rồi. Velomancer này. Con này mà lên 2 sao mà có đồ thì có thể chuyển sang Glacier. Trận này thì ở trong bộ truyền thuyết nó có con Skeleton Lancer đấy. Đánh 6 Glacier cũng là ngon luôn. Cũng coi như là ăn chắc mặt mặc bền vào cái giai đoạn late game. Cái bộ 6 Glacier kẹp với Velomancer ấy. Một trong những cái bộ line up mà phải nói là mạnh nhất trong game ở cái giai đoạn late game ấy. Nó gọi là siêu late luôn. Thì cái bộ đấy form về thì cũng được. Có làm con Velom. Có đủ đồ thì ăn được hết. Rồi gặp mấy cái thằng này thì vẫn thắng rồi đó. Khó có thể thua được. Thậm chí là con đẩy nó nhiều luôn này. Ui dồi ôi, đẩy nhiều ấy. 16 máu. Hay quá nhờ. Cây này lên 2 sao thì chắc là lên level 9 cho vào.
Bây giờ vẫn chưa có đủ 6 bit đâu, nhưng mà cái đội hình này nó đủ mạnh rồi. Sau round 20 là ok. Sau round 20 chúng ta sẽ form về 6 bit nha anh em nhá. Còn bây giờ tầm này vô tư, tôi nghĩ là ăn được rồi. Whispersia 3 sao kẹp 4 bit thì nó cũng khá là khỏe. Mặc dù không lấy được những cái stack của cái bọn bit, nhưng mà nó cũng đam, nó cũng to đấy. Đệ thì đẻ nhiều, đẩy được khá là nhiều máu. Ui thằng này cũng to này. Nhưng mà tôi sẽ ăn được đó. Heo chết là thắng rồi. Cái con The Saw nó bắp mana liên tục luôn. Cho con Whispersia đẻ đệ. Rất khỏe. Ừ, trận này không lấy đồ mana nhiều, nhưng mà chúng ta có The Saw kẹp vào là ok đấy. Rồi tính toán xem cái round sau gặp ai nhá. Hy vọng là sẽ gặp đối thủ dễ nhằn một tí. Làm anh chưa gặp đúng không? Ok, 6 cửa line bơ 2 rồi. Thế thì không ăn được đâu. Phải lên 9 thôi. Bộ này chưa đủ beat mà. 6 cửa line khá là cứng ấy. 6 cửa line mà berserker 2 sao thì không đùa đâu. Lên 9 cho nó an toàn. Ok. Có đệ nhiều vào là ăn. Rồi. Được quá nhờ. Cứ giữ cái chuối đá tính sau. Rồi. Ui đẩy 2-3 màu luôn. Vậy là con Medusa sắp lên 2 sao rồi này. Một con nữa thôi. Trận này bây giờ chưa ra cáo. Nếu mà chả may mà ra cái đồ Kira ấy, thì đánh co là con Medu này cũng được nha anh em nhá. Medu này là gánh được này. Chưa ra con cáo nào nhỉ. Thiếu mỗi con cáo. À không, còn cả con sâu nữa. Thề. Con sâu cũng không ra luôn. Thiếu hai con nữa mới đủ cái bộ beat. Ui mà thiếu con nào nữa nhỉ. Sao nó lại vừa khít thế nhở? À ui rồi ôi, vẫn chưa ra con sói nào anh em ạ. Nhìn lại mới thấy là bây giờ mới có 4 bit, tức là thiếu hai con nữa. Bình thường ra gấu chỉ thiếu một con, nhưng mà bây giờ ra gấu vẫn thiếu hai con. Giáp thép à? Được á. Tính xem cái round này có lên xả tiền luôn không. 2 là bây giờ rèn ra rèn đồ tím nhỉ anh em nhỉ. Rèn đồ tím mà ra sách thì chơi siêu đẻ luôn đúng không. Ra Kira thì chơi Kira, còn nếu mà ra sách thì chúng ta chơi siêu đẻ. Chính ra Whispersia lên 3 sao sớm thì chơi siêu đẻ ngon đấy nhá. Đẩy của nó sớm đi. Round 21 đến round 31, 10 round nữa là đẩy chết hết rồi. Nghe nó cũng có vẻ hợp lý. Chơi siêu đẻ chúng ta chỉ cần đổi đồ tím thôi. Đội hình này tôi nghĩ là vẫn sẽ mạnh đó anh em ạ. Full 2 sao mà. Chúng ta full 2 sao khá khỏe đấy. Có 3 sao trong đội hình, có hỗ trợ. Chín xin này, chín xin kẹp với cả súng. À, thế thì thua. Thua không? Thua. Ơ, thua không? Chưa chắc. Chưa chắc. Ui, khỏe nhá. Gặp chín xin vẫn ăn được này. Ok. Giả dụ nhưng mà bây giờ ra con này bay ấy, thì là chúng ta kẹp với cả súng vào. Kết hợp với cả hai lùn nữa anh em ạ. Để cái đội hình như này có dự chơi không nhỉ? Để xem nào. À, có 6 đỏ. Thằng này ăn được đấy. Phải roll nó. Đây rồi, ui rồi, roll một phát ra luôn ạ. Được. Cho 6 bit vào được rồi.
Thế bây giờ lại không sợ sáu đỏ nữa anh em ạ. Đủ 6 bit là ăn được. Có lên dí lên 10 luôn không nhỉ? Tôi đang tính là lên 10 luôn. Tức là không roll nữa ấy. Đủ đội hình rồi không roll nữa. Để lên 10 kiếm 5 đô hoặc là kiếm cáo 2 chả. Bây giờ cái sức mạnh nó đủ mạnh đấy, chỉ mất chuỗi thôi. Chuỗi thì chả cần phải giữ làm gì cả. Đây gặp thằng này luôn này. Nhưng mà 6 bit rồi, 6 bit ăn được. 18. Đấy, ui đấm nó sấp mặt luôn này. Đẩy nhiều luôn anh em ạ. Vitbusia còn sống thì phải thả thêm một lần đệ nữa. Ấy. 20 máu là ít. Chuyện này đẩy hơi căng luôn. 21 máu anh em ạ. Sâu này. Tầm này có sâu thay con cáo ra. Ok. Để mấy cái con đẻ ở trong đội hình cho nó đẩy cho nó nhanh anh em ạ. Cái tầm này chúng ta vẫn đẩy được. Đối thủ vẫn chưa có khả năng clear nhanh đâu. Tầm này mới ra 23 mà. Mới bắt đầu vào giữa game thôi. Bắt đầu vào giữa game thôi. Nên là còn rất nhiều thời gian để đẩy đối thủ. Thôi cứ 26 lên 10 đi. Nó cũng không phải là quá muộn mà nó cũng không phải là quá nhanh. Nó vừa phải. Trận này có Goblin gặp và thua luôn đúng không? Goblin tầm này ăn được không nhỉ? Calung 2 sao. Calung 2 sao mà nếu mà chưa có Kira chắc vẫn ăn được. Exorcist này. Gặp Exorcist thì tôi nghĩ là vẫn ăn được. Tầm này chưa ăn được tôi đâu. Exorcist nó phải có đam kết liễu cơ. Biết nó chỉ sợ Exorcist khi mà Exorcist nó có đam thôi. Còn Exorcist mà vẫn chưa có đam thì vô tư. Cung đen vẫn một sao. Không sợ. Cái bộ Exorcist ấy mà chơi với cả cái bộ Beat này này thì con cung đen ấy nó phải 3 sao thì mới sợ. Đấy, hoặc là một trong những con bắn trưởng ấy nó 3 sao thì mới sợ. Hoặc là League 2 sao. Chứ còn nếu mà chơi kiểu tăng cơ dồn đồ vào ấy thì cái bộ Beat này nó cũng không sợ đâu. Kiểu dồn đồ cho kiếm hồn hay là dồn đồ cho đắt led mà chơi kiểu tăng cơ ấy thì cái bộ này không sợ. Cái bộ này thoải mái luôn. Cái bộ Beat này nó chỉ sợ ở những cái bộ như kiểu Exorcist ấy với cả cái bộ đỏ ở giai đoạn late game thôi. Nếu mà không có đồ Kira thì rất là sợ. Nhưng mà nếu mà tí nữa có đồ Kira thì chúng ta lại đánh được. Đấy. Late game thì có thể là sẽ bị mất cái chuỗi này cho bọn nó. Nhưng mà đến khi có đồ Kira thì lại ăn được, yên tâm. Úi giời ơi, gặp thằng Lam Anh chơi ấy này, chơi Clive thì đi rồi. Clive là đi chắc rồi. Đẩy nhiều luôn ấy. Tầm này thì lấy cái gì mà đỡ beat. Beat siêu đẻ anh em ạ. Khỏe lắm. Bán cái này đi. Không cần. Rồi. Sau round sau là lên level 10 rồi. Level 10 khả năng xả tiền mạnh. Xả tiền mạnh để form cái đội hình thật là mạnh mà. Xong rồi lại đi đẩy tiếp anh em nhé. Sau cái round này thì sẽ có thể là có những cái nhà như kiểu sáu đỏ ấy, nó sẽ đổi ra được cái món đồ cam đầu tiên. Đấy. Những cái nhà xài đồ cam nó sẽ đổi ra đồ cam đầu tiên. Nhưng mà chúng ta cái tầm này ấy, một đồ cam thì vẫn chưa ăn được đâu. Cái đội hình này nó là vua ở giai đoạn giữa game. Gần như là nếu mà may mắn mà ra cuốn sách ấy, thì có thể kết thúc trận đấu trước ra 30. Nói thật. Đấy, siêu đẻ beat này cực khỏe ở giai đoạn này luôn. Chỉ cần ra sách mà ví dụ như là nếu mà ra sách ở round 20 ấy, thì rõ ràng là cái trận đấu đấy là nó kết thúc rất sớm. Mà trận này là tôi chưa đổi sách. Thấy mấy cái món đồ nó vẫn dùng được nên là tôi không đổi. Chẳng may mà không ra cuốn sách thì nó lại nguy hiểm đúng không? Nên là tôi không đổi. Mấy cái zip lổ này. Tí nữa cho con máy bay. 2 tia cho máy bay. Trong trường hợp mà ra máy bay thì chơi máy bay luôn. Còn nếu không 2 tia cũng có thể cho được con Medu ấy. Medu cầm 2 tia cũng được. Đấy. Ra Medu 2 sao ở này. Cho nó cầm luôn. Đồ này vẫn ngon. Mà vứt bớt mấy cái đồ không cần thiết đi. Đổi xem nó đổi được cái món đồ tím không. Tôi đổi đồ tím thôi anh em ạ. Nào cho xin quả sách ạ. Sách. Ui rồi ôi. Nhưng mà dùng được. Gậy như ý hay là chắc giáp trừ tà nhỉ. Gậy như ý có vẻ ngon hơn. Giáp trừ tà chưa cần lắm.
Lấy sao cũng được, thôi lấy gậy nhỉ trước. Cái tầm này tôi muốn đẩy thật nhanh anh em ạ. Tôi muốn đẩy thật nhanh cho bọn nó không có cái cơ hội mà lật được ấy. Mà cái gậy như ý này nó có một cái tác dụng nữa. Bây giờ tí nữa mà gặp cái con du mà nó thường ấy, là cái con du kẹp với bộ sáu đỏ, nó sẽ lấy cái vương miệng ấy. Đấy, rất hay lấy cái vương miệng luôn. Nên là tôi thường là nếu mà chơi với cái bộ đấy là tôi sẽ lấy cái gậy như ý anh em ạ. Ok. Ngon rồi. Còn cây 3 tí lui để hiến tế Kira anh em nhé. Lui lên 3 sao tí nữa luôn. Đây là Master này. Bán súng đi nhỉ. Bán súng đi. Bao giờ ra máy bay để tìm súng ấy, anh em ạ. Con Venom Master bây giờ nó có cặp để mua thôi. Mua để nó lên 2 sao. Đấy. Mấy cái con mà đang 1 sao thì vẫn ưu tiên mua để lên 2 sao. Còn con súng thì chỉ cần một con kích hệ thôi, tí nữa tìm sao. Trận này không cho đối thủ làm gì mà 100% máu đến tận round 27 rồi anh em ạ. Chưa thằng nào cắt được chuỗi luôn. Súng 3 rồi đấy. Súng 3 chín xin nó ăn rồi không? Tôi nghĩ nó ăn được đấy. Có cấm đánh. Ơ vớ vẩn thì không ăn được luôn đấy. Súng 3 kết hợp với 9 xin mà không ăn được nữa. Tôi chịu luôn đấy. Rồi thua. Không thắng được anh em ạ. Súng 3 sao rồi. Ơ kìa. Gấu làm được không? Ừ không được. Có. Súng 3 sao rồi anh em ạ. Hơi mất chuối thì cũng là phải đó. Bao giờ Kira chúng ta sẽ lại đánh được. Yên tâm. Cứ bình tĩnh. Bởi vì về căn bản ấy là chúng ta không có những cái đồ trấn phái cho cái bộ này. Chứ còn có đồ trấn phái thì ra vừa rồi là cũng đấm cho nó sấp mặt rồi. Trong cái thời gian mà khóa tay cái con súng ấy, nếu mà có quyển sách ấy thì cái câu chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Đấm nó sấp mặt luôn ấy. Mà bởi vì là cái trận này nó không ra cái đồ đấy, nó ra cái đồ đánh tay cơ. Nhưng mà chúng ta phải form theo cái bài đánh tay. Đợi chút. Bao giờ Kira đánh được, yên tâm. Trận này thì khả năng top 1 nó phải lên tới 90% rồi. Cái tầm 95 máu mà ở level 10 với cái từng này tiền. Bài thì đồ thì vẫn chưa đổi cái gì cả. Thì anh em yên tâm là thế nào cũng top 1 thôi. Tiền như này thì kiểu gì cũng chuyển bài được. Rồi Goblin. Goblin mà dồn đồ cho Ca Long là bị khóa tay nha anh em nhá. Đấy, nên là nhiều khi là lúc mà nó bắn trưởng mà nó bị khóa tay là nó cũng không bắn được đâu. Tung được skill ra cũng chết, đi rồi. Ui rồi, còn 3 máu á. Ca Long kể cả có Berlin mà có đồ mà tăng mana nhanh ấy mà bị cấm đánh ấy là coi như là cũng là đứng im mà chết luôn. Nhất là sợ nhất là cả bộ beat này. Máy bay rồi. Đấy, để tôi mua máy bay. Chơi cáo ấy. Đây rồi, 2 máy bay cơ. Nên 2 sao luôn thì tốt. Thôi rồi, thế thôi. Nghỉ tí đã. Nên 2 sao sẽ dồn đồ cho máy bay đó. Sẽ không chơi con Medusa nữa. Trong trường hợp mà không ra được máy bay 2 sao thì tôi vẫn chơi Medusa. Medusa nó có thêm khả năng khống chế. Đấy, kể cả con du này xuống không đấm được thì cũng không xoay được. Và khả năng là tôi không ăn được ấy. Du ấy bây giờ nó mạnh rồi anh em ạ. Thua. Đồ giờ nó đang cháy đồ, nó không đúng cái đồ của bộ này lắm. Thua. Đấy, tầm này là bắt đầu có 2 đồ cam là tôi chịu rồi. Có rất nhiều món đồ ngon nhá. Có 2 đồ cam này, sợi chén thánh này. Đấy, toàn những cái món đồ khỏe. Lại Medusa này, có khi đến 3 sao được ấy nhỉ. Bây giờ còn lại là 3 nhà. Và 2 cái nhà còn lại ấy thì bây giờ hiện tại chúng ta thua anh em ạ, không đánh được. Chỉ hy vọng là ra món đồ Kira thôi. Đấy, có Kira thì sẽ ăn được. Kira thì tôi sẽ
vứt cái con dơ so ra, sau rồi tôi thay có thể là thay hai con ra để hai con 3 sao vào để luốt. Có đồ Kira mới ăn được nhá, còn không có đồ Kira thì nếu mà giả sử nhưng mà đến tận ra 35 mà con cũng không có ấy, thì xác định luôn là top 3 đâu. Anh em nhìn thì thấy có vẻ như là tôi nói là top 3 thì là hơi sai đúng không? Bởi vì là bây giờ còn cái nhà đỏ kia nó chỉ có 2 máu thôi. Thì kiểu gì thì cũng chết trước tôi đúng không? Tôi còn 81 máu nhưng mà thực ra không phải đâu anh em ạ. Rồi từ từ đã, lấy đồ đã, random đó. Ôi dồi ôi, ra cái đồ như này. À, đổi đồ cam luôn nhá anh em nhá. Vứt đồ tím nhá. Không ra đồ tím thì lấy đồ cam. Bất diệt cái khiên thiên thể. Nếu mà xác định đánh với nhà đỏ tôi nghĩ là lấy cái bất diệt ngon hơn. Nếu mà xác định đánh với nhà xin late game ấy, assassin late game thì lấy cái giáp phản anh em nhá. Nhưng mà cái thế trận này tôi đã giải thích với anh em rồi. Mặc dù cái thằng cốt đỏ nó 2 máu ấy, nhưng mà tầm này nếu mà 3 đồ cam thì cái thằng xin kia nó không có cỡ nào mà nó kết liễu đâu. Thật sự với anh em cái điều đấy luôn. 9 xin súng 3 nó cũng không thể đủ đam để kết liễu được với cái con du cầm 3 đồ cam mà chơi cốt đỏ. Đấy. Thế là tôi vẫn xác định là máu nhiều như này thì khả năng là chết sau cái thằng assassin thôi. Chứ còn để mà chết sau cái thằng cốt đỏ kia thì bây giờ vẫn chưa có đồ để ăn. Đấy. Bao giờ có đồ Kira mới ăn được. Đây gặp thằng xin này. Hiện tại là tôi vẫn hơn thằng xin này cấm đánh nên là khả năng tôi vẫn ăn được anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? À nó dồn đồ cho cáo à. Dồn đồ cho cáo anh em ạ. Có sai linh assassin rồi. Ok, nhưng mà tôi thắng rồi, tôi có bất diệt. Được. Có cái bất diệt cho nó nhây anh em ạ. Lấy nó chuẩn bài rồi. Sao này kẹp cá vào. Vứt bố con này đi nhỉ, không cần nữa. Cái tầm này không cần nữa. Ok. Bỏ hua lóc vào, bỏ cái này ra. Gọi đệ ra nó chả làm gì đâu. Xong rồi lại mất công rồi con heo nó lại gọi đệ ra. Đẻ lắm, chả để làm gì. Kẹp thêm hua lóc vào cho con Medusa nó trâu, nó có khả năng hồi máu anh em ạ. Tất nhiên là cái đao này nó cũng khó để có thể ăn được. Nhưng mà kẹp như này nó đỡ mất máu hơn. Đấy. Còn để mà ăn được cái bộ đấy thì nói chung là chưa được đâu. Chúng ta sẽ phải có thêm những cái món đồ gây đam. Đam này là chưa đủ. Đặc biệt là cái Kira ấy. Cái Kira mà nó ra được thì ok. Cái bọn này nó rất trâu. Anh em thấy đấy. Bắn mãi chưa chết được con lợn cả. Nó lại đẻ ra kìa. Đấy. Có đơn giản đâu. Khó. Bây giờ có cái khả năng hồi máu thì đỡ mất máu đi phần nào đó. Đấy, như này là được rồi này. Nhưng mà đến cái lúc mà solo ấy, con du thì chắc chắn là không giết được. Anh em thấy không? Khó. Và trận này khả năng hòa. Không đủ đam mà giết đâu. Khó lắm. Đồ nó kiểu đồ trấn. Hai cái giáp, giáp thép rồi giáp xương, xong rồi lại đồ hút máu, hút vào cuối, xong rồi lại còn cốc nữa, chén thánh nữa. Cái lượng hồi máu là rất lớn. Giáp xoay. Quá nhiều đồ thủ ở đây. Anh em nhìn bắn nó không vào máu luôn. Mặc dù là cái bộ beat này nó tăng stack theo từng round một đấy, nhưng mà nó cũng chả mất máu mấy. Hết giờ đấy, thậm chí là ăn được cái nhà chín xin kìa. Anh em thấy không? Tí nữa lùi con Medusa lên 3 sao. Ok. Nếu mà máy bay không ra thì có thể là chơi Medusa 3 sao. Chơi Medusa nó sẽ có một cái hay là chúng ta kẹp được thêm cá nữa anh em ạ. Kẹp cá vào. Rồi sau này lại gặp thằng assassin thì chúng ta lại bỏ con gọi đệ vào. Cho cái con cáo với cái con súng ấy, nó sẽ mất công, nó bắn thêm với con đệ nữa. Chúng ta chỉ cần giữ máu thôi. Xong rồi late game kiểu gì cũng kiếm được ra cái đồ Kira anh em ạ. Bây giờ ra 35 là rèn được một phát lửa nhá. Xong rồi ra 40 rèn được phát lửa, 45 rèn được phát lửa, 50 rèn được phát lửa, kiểu gì cũng ra. Cứ random mà ra thôi mà. Rèn những cái đồ mà không dùng vứt hết đi. Kiểu gì cũng ra.
À u rồi. À u, ông này fan kênh à? Có clip Siren Kira không nhỉ? Thì phải có đồ Kira thì nó mới như thế thôi chứ. À, có không đồ Kira thì clip Siren thì nó vẫn là clip Siren thôi. Velomancer lui đến 3 sao nhỉ? Nếu mà lui con Velomancer lên 3 sao ấy, chúng ta có thể chơi Glacier. Chuyển sang cũng được. Thực ra tôi vẫn rất là tin tưởng cái bộ beat anh em ạ. Mặc dù là biết là chuyển sang Glacier là có thể ăn được đấy, nhưng mà cái bộ beat này cũng vẫn ăn được. Tôi nghĩ là như thế. Trả qua bây giờ không ăn được là vì là bây giờ chúng ta chưa có gọi là mắc binh, chưa đủ đội hình, chưa đủ đồ đó. Bây giờ con Medu này nó đủ đồ mà tương lai có thể nó sẽ lên được 3 sao thì cũng chưa biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Lượng đam đến từ bộ 6 bit nó là rất lớn. Một con Zuba chưa chắc nó đã có thể gây khó khăn cho một con Medusa 3 sao mà kẹp thêm 4 cá. Đấy, đánh thì cũng rất đau chứ. Chả qua là con Zu này thì nó có thể solo được đâu. Solo được với những cái thằng còn lại, những cái con còn lại. Có trừ giáp trên người con Du à? Ấy, ui, máu cũng tụt nhanh đấy. Con Aquaman mà lên được 2 sao thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Đấy, ăn được rồi này. Mà may nhờ cái nhà đỏ đây là gặp bọc đấy. Aquaman mà lên 2 sao, bạn xác định luôn. Trừ giáp là hết, hết giáp một cái là bắn vào máu ngay anh em ạ. Đối thủ trải qua là bây giờ giáp to rồi. Bây giờ cứ trừ giáp vào người thôi là ăn được rồi. Thế tôi nghĩ là không phải chuyển đâu. Cứ kẹp cá vào là ngon rồi. Còn nhà xin thì nó cũng sắp lên được cái con cáo 3. Shadow Killer cũng sắp lên được 3 sao rồi kìa. Thằng đấy mà full 3 sao thì cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nó còn khá nhiều máu. Mặc dù là bây giờ đang thua cả hai nhà đấy. Sau này cầu trời khấn Phật ra được cái món đồ Kira để tôi cần hết. Cái bộ Sinfect thì nó có một cái yếu điểm ấy là nó không kẹp được Kira. Nên là cái bộ đấy tương lai về late game thì nó khá là đuối. Nó đuối lắm. Những cái bộ mà chơi được cái món đồ Kira ấy, thì đa phần là những cái bộ khỏe về late game. Trừ một vài cái bộ đặc biệt như là cái bộ Ngũ Long Hóa Hình đánh ở level 10. Bộ đấy thì cứ đồ cam mà phang thôi. Thôi nhá, random thôi, không lấy giáp đâu. Vẫn chưa ra anh em ạ, cay nhỉ. Khó chịu thật. Có lên đổi một cái món đồ cam nữa không? Rồi gặp nhà đỏ ấy. Rôn nhá, rôn phòng đội hình đẩy được phát đi luôn cái đao này tốt. Chứ còn để lên 10 là họa đấy. Để được 10 họa đấy, kẹp được thêm mua lóc vào. Rôn đi, xả tiền. Xả tiền đẩy luôn. Cay nhỉ, rôn không ra cái gì luôn mà. Thôi, thế thôi. Dừng lại một chút. Chúng ta không phải quá vội đâu. Vừa vừa đó. Giữ lại để còn có tiền mà roll 3 sao. Ok đó. Đó. Nhưng mà cái round này ý, cái con Aquaman nó chết rồi. Nên là trên người con Ru này không có trừ giáp thì khả năng là vẫn là không ăn được. Khó. Hồi máu kinh không kìa. Trời ơi. Chồng dã man thật sự. Bắn nó không mất máu luôn mà. Bắn nó không mất máu luôn. Cay được. Bắn lúc hồi máu đầy luôn. À mày blink vào đây. Blink vào đây. Đúng rồi. Blink vào đây đứng im mà chết. Lại hồi đầy máu kìa. Cay không? Bật cái mặt lạ lên là nó lại hồi đầy máu. Khỏe thật. Nào này chắc lại hòa nó. Nhà xin sắp đi à? Nhà xin sắp đi à?
Lên 2 sao xem nào. Ôm nhiều quá không lên. Trưởng núi à. Đây. Cây nhờ. Úi giời, không kịp rồi. À không, gặp assassin thì được. Gặp assassin thì bỏ cá ra thì cũng được. Thằng này là ăn được thôi. Chúng ta có bất diệt chúng ta nhây được. Yên tâm. Đấy. Có bất diệt là ăn mà. Chơi đôi công thì thằng nào có bất diệt thằng này thắng thôi. Kinh thật, kéo dài ra 38 cái nhà 6 đỏ nó sống dai thật đấy. Anh em công nhận không? Sống dai thật. Rồi kẹp cá vào xem nào. Ăn nổi không? Sống dai thế nhở. Lại Velomancer này. Nuôi con Velom 3 chứ nhở. Máy bay trận này không lên. Ôm hơi lâu rồi đấy. Rai gặp bóng thì đẩy được thì cũng chả có cái tác dụng gì. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không đẩy được đâu. Đẩy nó không dễ như thế. Có những lúc tưởng chừng như máu của nó đã giảm xuống dưới một nửa rồi, xong nó lại hồi đầy. Khó lắm. Anh em thấy không? Mà nó blink vào đây nhá, nó bị cái bình minh của tôi nó khống chế, nó đứng đi, nó khựng lại một chút. Nhưng mà vẫn không thể nào mà có thể mất máu của nó. Đấy, nó có 2 sao. 2 sao mà tướng 2 tiền rồi đấy. Thế nên là các anh em mới chơi có hỏi tôi là chơi cái bộ gì mà dễ chơi, dễ trúng thưởng, đỡ phải coi như là suy nghĩ nhiều ấy, đỡ mệt não ấy. Dễ chơi mà dễ top thì đấy, nó chính là cái bộ này này. Nó dễ lắm anh em ạ. Thực sự là anh em có một cái con tướng như này ấy, anh em chỉ cần nếu mà đủ đồ cái đổi đồ cam thôi là khỏe rồi. Khỏe lắm. Chả làm gì luôn. Gọi là cái tầm này bất lực luôn ấy. Không làm gì được, chỉ có hòa thôi. Còn nếu mà muốn ăn được ấy thì bắt buộc phải có đồ Kira. Đợi đến đồ Kira chắc phải đã 40. Random một phát nữa thì chắc là ra thôi nhỉ. 3 lần random mà không ra thì quá đen đúng không? Tôi nghĩ là lần này random mà ra đấy. Còn kiểu gì cũng ra. Nếu mà ra 40 mà không ra nhá, cái lần cuối cùng nó sẽ là ra 45. Cái món đột tím mà ra 45 thì tôi sẽ random lần cuối. Cái tầm này nhá, mà rao sau ấy mà ra quyển sách ấy là tôi cũng không lấy luôn, tôi vứt luôn. Tầm này sách cũng chả có tác dụng gì cả. Cái bộ này là giết hết chỉ có mỗi con du thôi, nhưng mà một mình nó cân tất. Đấy, thằng kia đi rồi kìa. 9 xin cái tầm này đuối rồi. Không ăn được ai nữa rồi. Rồi xong rồi. Đổi tiếp đồ tím này. Random luôn, vứt hết. Anh em ạ. Rồi, đấy, random nó phải ra chứ. Thế là sau rồi, chúng ta kết thúc của trận đấu rồi. Ơ, ra sau ra 40 anh em ạ. Thế thì ra 41 anh em nhé. Con này cái đồ Kira là đấm chết rồi. Du này bây giờ tầm này chấp lên 3 sao luôn. Lên 3 sao vẫn vô tư. Tí nữa tôi sẽ đổi một cái món nữa. Món cam ấy. Anh em nhá, đổi là món cam thôi. Bây giờ thì hòa, nhưng mà đấy là vì tôi chưa cắn đồ Kira. Bỏ con này đi. Không cần. Được chưa? Thế này đi. Có khi là còn chả cần cá cơ anh em ạ. Cần gì kháng phép. Không cần đâu. Nam to chả cần kháng phép luôn. Kết liễu đối thủ sớm mà. Đổi thêm món cam nữa là xong.
Rồi, tôi sẽ đổi thêm một cái món cam nữa anh em nhé. Tôi nghĩ là giữ lại cái giáp thép anh em ạ. Cái cầm đánh không cần đâu. Cầm đánh tầm này không cần. Rồi. Ok. Búa xét. À không, giáp xương nhá nhỉ. Đúng không? Giáp xương. Giáp xương. Mặc dù cái con này nó bắn trưởng đúng không? Nó không có khả năng là đánh vật lý. Nhưng mà cái gì? Cái giáp xương nó trừ giáp anh em ạ. Trừ giáp đối thủ. Con này nó bị trừ giáp thì bắn nó mới đau được. Ok. Tôi nghĩ là rao này rao cuối à. Còn nếu mà chưa rao cuối thì chúng ta sẽ có một cái rao nữa. Tôi sẽ roll cái con Medu lên 3 sao. Anh em nhìn này. Nhìn nó khác hẳn đúng không? Nhìn nó khác hẳn luôn ấy. Đối thủ có một cái sai lầm đấy là không roll cái con Du này lên 3 sao ở level 9. Thôi đi rồi. Chắc chắn là đi chứ còn gì nữa. Để tiền lên 10 thì cái tiền đấy roll ra cái con Du 3 sao thì tôi nghĩ là ngon hơn. Nhưng mà lên được 3 sao ấy thì cũng thua rồi anh em ạ. Cái bộ beat bây giờ nó cũng khá là tối thượng rồi. Chắc là cũng không ăn nổi đâu. Rồi anh em thấy hay ấy, để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái con game mà tôi không được chơi game luôn. Mà game mà chơi tôi anh em ạ. Anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Ảo lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái trận đấu siêu kịch tính khi mà tôi gặp Ngũ Long Hóa Hình ở level 12 anh em nhá. Hàng phục Ngũ Long Hóa Hình level 12. Anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Hay lắm, tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.